Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung, mình hiện là giáo viên và mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện nay mình có tham gia kinh doanh online sản phẩm cốc nguyệt san si beo được nhập khẩu từ Pháp của công ty Tân Cường Thịnh. Thì trước kia ấy, mình là một người khá là nhút nhát, mình không tự tin nói trước đám đông và đặc biệt mình không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ quay video như thế này đâu ạ. Thế nhưng kể từ khi tham gia kinh doanh online thì mình thấy mình đã thay đổi rất là nhiều, mình rất là tự tin, mình trở nên năng động hơn và mình dám đứng quay video, dám làm live stream. Thì cơ duyên mà dẫn mình đến với cái sản phẩm cốc nguyệt san si beo này thì là từ một người bạn, và mình đã trải nghiệm sản phẩm này cũng khá là lâu rồi. Thì sau khi trải nghiệm sản phẩm thì mình thấy đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, một sản phẩm thật sự tốt dành cho người phụ nữ, nên mình cũng đã giới thiệu với các chị em bạn bè. Và sau khi mình thấy rằng là đây là một sản phẩm rất là tốt nhưng còn rất là nhiều chị em phụ nữ chưa biết đến và chưa hiểu đúng về sản phẩm, nên mình muốn góp một phần nhỏ của mình đi lan tỏa sản phẩm này, nên mình đã quyết định tham gia làm đại lý chính thức của công ty Tân Cường Thịnh cách đây một năm. Và đến hiện nay thì mình đã giúp được hàng nghìn chị em phụ nữ đã được trải nghiệm cái sản phẩm cốc nguyệt san si beo này và được trải nghiệm cái cảm giác là sung sướng tuyệt vời, có ngày như không ở trong những cái chu kỳ đèn đỏ. Rất nhiều chị em phụ nữ sau khi sử dụng sản phẩm đã phản hồi rất là tốt. Thì mình rất là mong muốn rằng là rất nhiều chị em phụ nữ hơn nữa trên khắp mọi miền đất nước đều được sử dụng cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm uy tín và sản phẩm dành riêng cho người phụ nữ Việt này. Mình với cái mong muốn của mình rằng là đem đến cho các cái khách hàng ấy những cái sản phẩm thật là tốt và chất lượng. Mình luôn bán hàng bằng tâm, đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu. Chứ tất nhiên đi kinh doanh thì ai cũng muốn là có thu nhập đúng không ạ? Nhưng chúng mình luôn luôn đặt cái chất lượng, cái giá trị mà khách hàng sẽ nhận được từ sản phẩm lên trên của cái lợi nhuận. Nên mình rất là mong muốn các chị em nào mà cũng có suy nghĩ mong muốn giống như mình ấy, thì hãy chung tay cùng mình đi lan tỏa cái sản phẩm tuyệt vời này đến với thật nhiều chị em phụ nữ hơn nữa. Nếu mà bạn nào mà biết ai cũng đang có nhu cầu mà để thay đổi bản thân, để khởi nghiệp với cái con đường kinh doanh online, thì hãy chia sẻ video này giúp mình để mình có cơ hội giúp các bạn đấy gia nhập vào đội nhóm của chúng mình, gia nhập vào công ty Tân Cường Thịnh, để các bạn ấy được đào tạo, tìm được cái hướng đi đúng. Và các bạn biết đâu các bạn sẽ cảm thấy là bản thân mình thay đổi rất là nhiều, và biết đâu các bạn sẽ tìm thấy con đường thật sự của mình khi đi kinh doanh online. Thì mình rất là hy vọng các bạn sẽ chia sẻ video này giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.